Trưa ngày 6 tháng 11, một xưởng sản xuất nội thất trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy làm hàng trăm mét vuông nhà xưởng đổ sập. Theo thông tin ban đầu, hơn 11 giờ trưa cùng ngày, xưởng gỗ chuyên sản xuất nội thất có địa chỉ tại số 19 đường Nguyễn Xiển, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức bất ngờ bốc cháy. Nghe hô hoán, người dân nhanh chóng lao vào dùng bình chữa cháy mini tiến hành dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Chỉ trong ít phút, lửa đã cháy lan bao trùm khu nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông. Nhận thông tin, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Thủ Đức đã điều nhiều xe nước cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Hơn một tiếng sau, ngọn lửa được khống chế. Bước đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên cả nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông đã đổ sập cùng nhiều máy móc và tài sản bị thiêu rụi. Được biết, thời điểm cháy nhà xưởng không có công nhân làm việc do đang cuối tuần. Trong khi đó, thời điểm lửa bùng lên, hệ thống vòi nước phục vụ phòng cháy chữa cháy của công ty không hoạt động. Hiện nguyên nhân và con số thiệt hại đang được làm rõ.